Cũng theo Sở Y tế Đà Nẵng, từ ngày 10 tháng 7 cho đến nay, đã phát hiện 29 ca bệnh có triệu chứng đến khám tại các cơ sở y tế và được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi xét nghiệm các trường hợp này dương tính, các đơn vị đã kích hoạt và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Kết quả xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế hết tại cơ sở y tế hết thời điểm đó, cùng với việc xét nghiệm định kỳ 7 ngày trên một lần tại cơ sở đều âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế thành phố yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp đón sàng lọc, kiểm soát chặt chẽ người ra vào bệnh viện, hàng ngày sàng lọc kỹ người có triệu chứng và có yếu tố dịch tễ tại cổng bệnh viện và tất cả các khoa, phòng, bộ phận, đồng thời xét nghiệm định kỳ tại cơ sở khám chữa bệnh cũng như hoàn thiện liên tục phương án ứng phó tại cơ sở y tế.